liên kết các nông hộ tham gia chi hội nuôi lươn không bùn theo quy trình sản xuất sạch, an toàn, mang về thu nhập hấp dẫn. Cải tạo đáy ao, xử lý nguồn nước để thả cá chạch sụn, nông dân nhận lại thành quả ngọt ngào. Trồng gừng theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu, sáng chợ quê nhà vi vu trời Tây. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý có trong nông nghiệp sinh thái hôm nay. Minh Thị và Thuyết Anh đồng hành bà con trong những phút tới đây. Mô hình nuôi lươn không bùn ở đô thị phù hợp cho hộ ít đất sản xuất và không có nhiều thời gian, dễ áp dụng kỹ thuật, đem lại hiệu quả kinh tế, thu nhập ổn định cho người nuôi. Câu chuyện liên kết các nông hộ tham gia chi hội nuôi lươn không bùn theo quy trình sản xuất sạch, an toàn ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sau đây là ví dụ. Thực hiện mô hình nuôi lươn không bùn được 4 năm, ông Đặng Văn Khớn ở phường 8 thành phố Vĩnh Long xuất bán được 4 đợt. Hiện ông nuôi 18.000 con cũng sắp đến kỳ xuất bán. Với giá lươn hiện tại 120.000 đồng một ký, tuy có giảm hơn so với trước nhưng theo tính toán gia đình cũng còn lời khá. Năm sau, ông nâng lên nuôi 20.000 con để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cũng tham gia mô hình nuôi lươn không bùn từ năm 2019, ông Lâm Ngọc Sơn ở phường 8, thành phố Vĩnh Long ban đầu nuôi 2.000 con, sau đó phát triển lên 5 chuồng với 13.000 con. Sau mỗi vụ lươn từ 9 đến 10 tháng, năng suất khoảng 1,4 cho đến 1,5 tấn trên 10.000 con lươn, trừ chi phí còn lời 60 cho đến 80 triệu đồng một vụ. Phường 8 thành lập chi hội nuôi lươn không bùn công nghệ cao nhằm giúp người dân chuyển dần từ chăn nuôi riêng lẻ sang liên kết sản xuất. Tổ viên có thể tương trợ nhau về kỹ thuật, kinh nghiệm trong quá trình canh tác. Cùng với đó, các nông hộ còn được giới thiệu cơ sở thu mua, bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Để lươn sinh trưởng, phát triển tốt, theo các tổ viên của chi hội, bên cạnh việc chọn con lươn giống chất lượng, trước tiên khi làm bể nuôi phải đảm bảo yếu tố thoáng mát. Lươn khá mẫn cảm với môi trường nước trong bể, vì vậy hàng ngày phải thay nước sạch 2 lần, ít sử dụng kháng sinh, nuôi theo quy trình sản xuất sạch. Không chỉ lươn đạt chất lượng an toàn, mà màu lươn cũng đẹp hơn, bán được giá hơn. Để nâng cao hiệu quả nuôi lươn không bùn cho nông dân, các ngành chuyên môn và phường, thành phố tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ dân trong và ngoài mô hình. Cùng với đó, khuyến cáo nông hộ đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng lương thịt. Từ đó giúp cho hội viên, nông dân tăng thêm thu nhập nhằm phát huy lợi thế của địa phương. Ở Nghệ An có một cựu chiến binh nặng lòng với sản vật quê nhà, quyết tâm đưa loại củ cải nồng là lợi thế của huyện vùng cao Kỳ Sơn xuất ngoại. Nội dung này được đề cập ở phần sau chương trình. Sau nhiều năm bám đất, bám rừng, bám hồ, cá lồng góp phần làm thay đổi cuộc sống của nhiều gia đình ở xã Vậy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Tận dụng nguồn nước sạch của lòng hồ thủy điện Hòa Bình, bà con mạnh dạn chuyển từ đánh bắt cá tự nhiên sang nuôi cá lồng cho thu nhập ổn định. Một trong những người nuôi cá đầu tiên ở xóm là ông Đinh Công Son. Hiện ông có hơn chục lồng cá với nhiều loại như trắm cỏ, cá lăng, cá chiên, rô phi. Gia đình ông còn là địa chỉ tin cậy về cung cấp cá giống và làm dịch vụ nông nghiệp cho bà con ở xã Vậy Nưa. Nuôi cá trên lòng hồ vừa tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp từ rau cỏ và lao động nhàn rỗi, lại có nguồn thu nhập đều đặn. Cá chấm cỏ là giống nuôi phổ biến ở đây, nguồn thức ăn là cỏ, chuối trái, lá sắn, lá chuối, được tận dụng quanh vườn nhà, không phải mất tiền mua mà lại đảm bảo an toàn. Sau một năm, mỗi con đạt khoảng 5 kg, bán cho thương nhân với giá vài trăm ngàn đồng một ký. Nếu thuận lợi, một lồng cá cho thu lời cả chục triệu đồng. Cũng lựa chọn lồng bè làm nơi canh tác. Song chị Võ Thị Hoa Phụng ở xã An Bình, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long nhận thấy việc nuôi cá tra, cá điêu hồng không mang lại hiệu quả cao, thậm chí rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi giá cá thương phẩm sụt giảm, giá thức ăn không ngừng tăng. Năm 2015, chị bắt tay vào tìm hiểu kỹ thuật và mua những giống cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao như cá hô, cá trả sóc, cá dồ cờ, mẹ hôi, cá cốc, cá trắm đen về nuôi. Ưu điểm của việc nuôi cá đặc sản trên lòng bè là nguồn nước, thức ăn, giống với môi trường tự nhiên, giúp cá thích nghi tốt. Trong trái của thực vật trên cạn, thực vật thủy sinh có sẵn, được tận dụng nên không phụ thuộc nhiều vào thức ăn công nghiệp, và giảm để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo an toàn.
Chị cho cá ăn ít theo chế độ nhất định như chế nhỏ bữa ăn, ăn nhiều lần trong ngày. Tùy loại cá mà có thời gian nuôi và thu hoạch khác nhau, mỗi con đạt trọng lượng từ 5 cho đến vài chục ký. Cá càng lớn thì thịt càng ngon, giá trị càng cao. Hiện giá cá hô, trà sóc dao động từ 270 cho đến 400 ngàn đồng một ký. Cá cốc, mè hôi khoảng 120 cho đến 203 ngàn đồng một ký. Mỗi năm gia đình chị cung ứng cho các nhà hàng, thương nhân khoảng 60 tấn cá các loại, thu lời vài trăm triệu đồng sau khi trừ hết chi phí. Từ những ao cá tới cách nuôi truyền thống, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng ở xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình bắt đầu nạo vét, cải tạo lại phần đáy ao, xử lý nguồn nước để thả cá chạch sụn giống. Với những kiến thức qua sách báo và kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ từ những người nuôi trước, giúp chị thu hoạch lứa cá đầu tiên khá thành công, đem về lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Nhận thấy tiềm năng tính khả thi cao từ mô hình nuôi cá chạch sụn, gia đình chị tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô ao nuôi và tìm cách ươm cá chạch sụn từ cá bột. Hiện chỉ có 4 ao nuôi với tổng diện tích trên 7.000 m2, trong đó 1 ao nuôi cá bột và 3 ao nuôi cá thương phẩm. Với cá chạch sụn, mỗi năm có thể thả nuôi 3 vụ, mỗi vụ thả mới khoảng 1 triệu con trống, chi phí khoảng 3 triệu rưỡi đồng. Nguồn giống được lấy về từ các cơ sở cung cấp tại tỉnh Hải Dương, Nam Định. Nuôi cá chạch sụn trong ao không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng phải đầu tư chăm sóc tốt theo đúng quy trình thì mới có thể thành công. Khác với cá chạch ta thường sinh sống dưới bùn, cá chạch sụn có tập tính nổi lên mặt nước để tìm kiếm thức ăn, nên khá thuận lợi cho việc chăm sóc, vệ sinh ao nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Do đặc tính ăn nổi, phàm ăn nên quá trình nuôi cá chạch sụn không quá vất vả, chỉ cần lưu ý cho ăn đúng giờ, có tập tính ăn chủ yếu vào ban đêm nên cho ăn từ 1 đến 2 lần một ngày và chủ yếu vào chiều tối. Thức ăn chính của cá chạch sụn là cám gạo và sinh vật phù du. Là loại cá da trơn có tập tính ăn nổi nên yêu cầu quan trọng nhất trong nuôi thả cá chạch sụn là phải đảm bảo yếu tố môi trường, nguồn nước và chất lượng nước để cá phát triển ổn định. Mực nước thích hợp để cá chạch sụn sinh trưởng và phát triển là 1,2 tới 1,5 m. Với loại 25 đến 30 con một ký, giá bán 100 ngàn đồng một ký tùy thời điểm. Ước tính mỗi năm gia đình chị thu lời khoảng 300 triệu đồng. Cây con giống quyết định phần nhiều đến sự thành công của quá trình canh tác. Vậy nên cùng với những đúc kết kinh nghiệm qua nhiều năm, nhờ ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nông dân xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ thành công cho ếch đồng sinh sản, sản xuất được con giống tại chỗ. Việc này vừa giúp giảm chi phí trong ao nuôi, thu mua, vận chuyển, vừa có nguồn giống đạt chất lượng, đảm bảo chăn nuôi hiệu quả. Ếch sinh sản 3 lần một năm, trung bình mỗi bồn diện tích khoảng 24 m2. Có thể nuôi 40 cặp ếch bố mẹ, sản xuất được 10.000 con giống. Sau từ 35 đến 40 cày tuổi, ếch đạt trọng lượng khoảng 10 gram một con là có thể xuất bán ếch giống hoặc cho xuống dèo để nuôi thịt. Với giá bán dao động từ 400 đến 600 đồng một con ếch giống, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu được từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng một lứa. Quy trình nuôi ếch sinh sản hay ếch bán thịt không khó, người nuôi chỉ cần chú ý đến độ pH của nước cũng như nhiệt độ môi trường phải giữ ở mức ổn định và cho ăn điều độ, tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như giun, tép, ốc, tôm, cá con, cua, châu chấu, cào cào. Đối với sản xuất ếch giống nên chọn giống ếch bố mẹ khỏe mạnh và kích cỡ bằng nhau. Khi trứng ếch nở sau 7 đến 10 ngày thì nên kiểm tra và phân loại, tách riêng những con lớn dược đàn nhằm tránh tình trạng con lớn ăn thịt con nhỏ. Ếch giống tăng trọng nhanh sau mỗi tuần, do vậy cũng cần bố trí diện tích nuôi hợp lý về mật độ con giống, góp phần đảm bảo hiệu quả. Tình ta như quế với gừng, mai kia cách trở, xin đừng quên nhau. Bữa nay thơ ca đầu nữa quý vị, mà nhắc tới gừng làm cho Tuyết Anh nhớ đến câu chuyện về một cựu chiến binh nặng lòng với sản vật quê nhà, quyết tâm đưa loại củ cây nồng của huyện vùng cao Kỳ Sơn, Nghệ An xuất ngoại. Sở hữu tấm vé thông hành để nông sản có thể bay sang trời Tây không có dễ đâu chị Tuyết Anh. Nói như vậy là bởi ông Nguyễn Văn Luân, ngụ thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn và bà con ở địa bàn phải trồng gừng theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp rồi đáp ứng các yêu cầu của thị trường xuất khẩu nữa. Và sau bao cố gắng, sản vật quê nhà chiếm trệ xuất hiện trên kệ hàng các nước như là Bangladesh, Ấn Độ, Pakistan, Uzbekistan và các nước châu Âu.
Năm 2009, ông Luân thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Tiểu thủ Công nghiệp Hương Sơn. Ban đầu, Hợp tác xã vận động 20 hộ liên kết tham gia trồng thí điểm gừng hữu cơ trên diện tích 10 hectare. Đến nay, có 146 hộ tham gia trồng trên 40 hectare. Sau nhiều năm tâm huyết gắn bó với bà con trồng gừng, cùng với kinh nghiệm truyền thống và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng gừng của hợp tác xã đạt 30 tấn một hecta, mẫu mã ngày càng đẹp hơn. Cùng với đó, sở hữu vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên đặc thù và duy trì cách trồng truyền thống trên nương rẫy, nên củ gừng Kỳ Sơn có chất lượng tốt, hàm lượng tinh dầu cao. Ước tính mỗi hecta gừng cho thu nhập lên đến 200 triệu đồng, cao gấp 10 lần trồng bắp, lúa. Hợp tác xã là một trong những đơn vị lớn nhất chuyên thu mua, tiêu thụ và xuất khẩu gừng cho các nông hộ trên địa bàn. Không dừng lại đó, ông Luân cùng chính quyền huyện xây dựng thương hiệu cho cây gừng Kỳ Sơn được cấp chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Năm 2020, sản phẩm gừng Kỳ Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Hợp tác xã còn đầu tư máy móc đi sâu chế biến các sản phẩm từ gừng như tinh dầu gừng, tinh bột gừng, bột gừng, cao gừng, gừng sấy dẻo, nhằm nâng cao giá trị của thương hiệu gừng Kỳ Sơn lên vị thế mới. Nhiệt huyết, năng động, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh giúp ông Luân gặt hái thành quả ngọt ngào. Sản dầu quê nhà được nâng tầm, dương xa cũng là lúc lợi nhuận của nông dân được cải thiện. Song sự cần lao khuya sớm này còn hướng đến phát triển bền vững và an toàn. Nội dung vừa rồi khép lại thời lượng dành cho bản tin nông nghiệp sinh thái hôm nay. Cảm ơn quý khán giả và bà con quan tâm theo dõi. Quý vị đừng vội chuyển kênh để cập nhật các thông tin hữu ích, những chính sách, vấn đề thời sự đáng quan tâm có trong nhịp sống ngày mới ngay sau đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.